Qua màn múa rồng hoành tráng và bài hát Em ơi Hà Nội vố, chắc hẳn các anh chị và các bạn đã cảm nhận rất rõ lý do chúng ta ngồi lại với nhau ngày hôm nay để kỷ niệm 10 năm thành lập VNNTU và 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Và sau đây, xin mời bạn Trần Minh Phương, Chủ tịch đương thời VNNTU, để có lời phát biểu. Chào mọi người. Trước hết, thay mặt cho ban tổ chức, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến dự buổi lễ 10102 ngày hôm nay. Mình tin rằng buổi lễ 10102 chắc chắn sẽ là một buổi tối khó quên với nhiều điều thú vị và bất ngờ đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Thưa các bạn, 1000 năm trước, mùa thu năm 1010, Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô về thành Thăng Long và chọn đó là kinh đô của nước Đại Việt, với quyết tâm xây dựng nên một đất nước hùng mạnh và vững bền cho dân tộc Việt. Trải qua 1000 năm với biết bao thăng trầm, Thăng Long Hà Nội luôn thể hiện được vai trò trung tâm cùng với cả nước viết nên những trang sử hào hùng cho dân tộc. Cho đến ngày nay, Hà Nội vẫn đang tiếp tục phát triển và xứng đáng là thủ đô của nước Việt Nam đang từng bước khẳng định mình trên trường quốc tế. Hòa mình trong không khí kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, đối với chúng ta, những người con xa xứ, thì sự kiện này lại có ý nghĩa hơn. Ban tổ chức mong muốn thông qua buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có dịp hướng về không chỉ Hà Nội mà còn hướng về cả Việt Nam. Chúng ta sẽ có dịp hướng về nơi đất nước không có những anh hùng, không chỉ có những anh hùng, những con người anh hùng, những chiến tích anh hùng, mà còn có những tinh thần phẩm chất cao quý và tốt đẹp. Ngoài ra, chương trình hôm nay thì còn có ý nghĩa quan trọng khác, đó là kỷ niệm 10 năm thành lập VNNTU. Chặng đường 10 năm đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc không chỉ về số lượng thành viên mà còn về cả cơ cấu cũng như định hướng hoạt động. Ngày hôm nay trong giảng đường này, cùng nhau ôn lại những ký ức trong suốt 10 năm qua, cùng lắng nghe chia sẻ của những người đã gắn bó với nó trong suốt 10 năm qua, chúng ta sẽ tự hào hơn về những điều đã làm được và cũng đồng thời thể hiện quyết tâm, một niềm tin vững chắc vào sự phát triển của cộng đồng VNNTU trong tương lai. Khẳng định vai trò là mái nhà thứ hai của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại NTU và xa hơn nữa, đóng góp một phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore. Và cuối cùng trong bài phát biểu của mình, thưa quý vị và các bạn, trong lúc này khi chúng ta đang ngồi lại bên nhau kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Hà Nội, thì hàng triệu đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu những mất mát to lớn do lũ lụt gây ra. Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách và tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, ban chấp hành VNNTU tha thiết kêu gọi các bạn dang rộng vòng tay nhân ái, đóng góp sức mình ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Đây là việc làm ý nghĩa nhất và thiết thực nhất mà chúng ta, những sinh viên xa nhà, có thể hướng về tổ quốc. Trong thời khắc kỷ niệm trọng đại này, trong tay mọi người thì hiện có một phong bì có chứa chương trình của buổi lễ ngày hôm nay. Thì mọi người có thể đóng góp tiền quyên góp cho vào bông hồng đó và gửi lại cho ban tổ chức ở thùng quyên góp ở phía ngoài nhãn đường. Tiền quyên góp sẽ được ban chấp hành VNNTU gửi cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi cho đồng bào miền Trung lũ lụt. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Vâng, xin chân thành cảm ơn.